Nhà cầm quyền Cộng sản vô thần Eritrea tịch thu 29 trung tâm y tế và 7 trường học của giáo hội Công giáo. Cha Moshe Zerai là ứng viên giải Nobel Hòa bình năm 2015. Ngài làm việc không mệt mỏi trong hơn 10 năm cho những người dễ bị tổn thương nhất ở Phi Châu, những người chịu cảnh đói khát, chiến tranh hoặc tàn bạo chuyên chế, như người dân ở đất nước của Ngài, Eritrea. Cha Moshe Zerai cho biết, kể từ khi cuộc chiến với Ethiopia bắt đầu năm 1998, họ đã thiết lập một đạo luật quân sự buộc thanh niên nam nữ phải phục vụ trong quân đội vô thời hạn. Có hơn 300.000 người bị bắt đi nghĩa vụ phục vụ trong quân đội. Họ chỉ biết khi bắt đầu, nhưng không biết khi nào mới được mãn hạn. Anh trai tôi phục vụ trong quân đội hơn 24 năm. Anh ấy bắt đầu vào năm 1994 và chỉ hoàn thành khi trốn thoát. Anh ấy yêu cầu chấm dứt phục vụ khi gần 50 tuổi. Nhưng họ không cho phép, họ đã cướp mất những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời anh. Đây là lý do tại sao nhiều người trẻ chạy trốn khỏi đất nước này, vì họ không nhìn thấy tương lai cho chính mình. Sự trấn áp quân đội đã khuất phục Eritrea trong 28 năm, đã làm suy giảm những quyền tự do cá nhân, chẳng hạn như tự do tôn giáo. Hành động trắng trợn mới đây của nhà cầm quyền Cộng sản vô thần đã đặc biệt cản trở cộng đồng Kitô giáo. Cha cho biết, vào khoảng giữa tháng 6 và tháng 7, đã có sự gia tăng những vụ bắt bớ tùy tiện các nhóm Kitô giáo, đặc biệt là trong số những người ngũ tuần. Cuộc đàn áp chống lại Kitô hữu không phải là mới, nó đã diễn ra cả hàng thời gian. Trong 2 tháng qua, nhà cầm quyền đã tịch thu 29 trung tâm y tế từ giáo hội Công giáo. Nó cũng đóng cửa 7 trường học do giáo hội điều hành. Đó là điều chúng tôi lo sợ. Giáo hội có khoảng 50 trường học và 100 trường mầm non. Nếu đà này tiếp tục, tất cả các trường học sẽ gặp nguy hiểm. Điều này sẽ hạn chế nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo của giáo hội. Không có tự do đi lại, không tự do báo chí, không tự do lương tâm hay tôn giáo, tương lai của nhiều người Eritrea nằm ở việc rời khỏi đất nước. Họ sẽ làm như vậy một cách bất hợp pháp, bởi vì Eritrea không cấp hộ chiếu cho đàn ông dưới 50 tuổi. Nhiều người chết trong sa mạc, những người khác chết ở Địa Trung Hải, một số người tới Âu Châu sau khi đi qua các trung tâm giam giữ ở Libya, nơi tra tấn đối với các tín hữu thậm chí còn tồi tệ hơn. Cha Zerai biết điều này vì số điện thoại của ngài được đăng ở nhiều trung tâm này trong trường hợp khẩn cấp. Đây là lý do tại sao ngài được gọi là thiên thần của người tị nạn. Cha Moshe Zerai nói rằng có nhiều Kitô hữu trải qua đau khổ gấp đôi vì họ bị phân biệt đối xử trong những nơi này. Những người Hồi giáo nhận được một kiểu đối xử và Kitô hữu một kiểu khác. Sự đoàn kết giữa chính họ đã giúp ích cho hoàn cảnh. Họ hỗ trợ nhau bằng cách chia sẻ thức ăn, nước hoặc xà phòng. Trong tất cả sự tuyệt vọng, chính những cử chỉ nhỏ bé này giúp họ cảm thấy đoàn kết. Sự chỉ trích liên tục của cha Zerai về những gì đang xảy ra ở đất nước ngài và hậu quả của chế độ quân phiệt đã khiến ngài bị cấm quay trở lại Eritrea. Nếu ngài quay trở lại, ngài sẽ bị đi tù ngay lập tức.